Chào quý anh chị và con cô bác ha. Hiện tại thì Khoa đang có mặt tại xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để gửi đến cô chú anh chị một cái miếng đất thuộc lậu nhựa bến đá ha. Thì miếng đất mình thì rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Với mặt tiền ngang là 27,5 m, chạy sâu là 95 m. Thì cái hậu mình nở là 29 m hơn nha cô chú anh chị, sổ hồng riêng sẵn. Thì hiện tại khu vực mình thì đất vườn ha, mình bên Khoa bán cho cô chú anh chị với giá chỉ có 2 tỷ 300 triệu đồng, tổng cộng nó tới 2.700 m² nha cô chú anh chị. Thì cái giá này á, 2 tỷ 3 thì bao cho cô chú anh chị mình được 300 m² thổ cư luôn ha. Hiện tại đất vườn bán thì cam kết bao cho cô chú anh chị mình sẽ được 300 m² thổ cư, thì có ranh góc rõ ràng nha cô chú anh chị. Đây ha, đây là cái phía cây trụ ranh của mình. Từ vị trí cây trụ ranh này ngang lên tới cái bờ bên đây thì đã được bắp bờ rồi ha. Đắp bờ sẵn thì để bơm cát cái khu vực này bao cho cô chú anh chị mình có được cái nền bơm cát sẵn ha. Còn phía ngoài sau thì vườn dừa rất là đẹp, cho nên thì cũng được lên clip sẵn ha. Cô chú anh chị thấy cái hiện trạng clip dừa ha, rất là đẹp luôn. Thì phía ngoài sau thì đã được móc mương bồi clip để giữ lại cho cô chú anh chị mình cái khoảng vườn để mình có thể canh tác làm vườn. Còn phía ngoài trước thì bao cho cô chú anh chị mình bơm cát sắp xỉ bằng mặt lậu luôn ha. Rồi cái ranh phần trên của mình ha, mặt tiền mình được 27,5 m nha cô chú anh chị. Chiều dài thì phía ngoài sau, ngoài sau đất mình thì chiều dài từ lậu nhựa ra tới ngoài hết ranh đất thì tổng chiều dài là 95 m. Tổng chiều dài là 95 m nha cô chú anh chị. Thì phía sau ranh đất cuối cùng của mình ha, là mình được một cái mương rạch công cộng để xử lý nước ra vô cho cái dừa nó tươi tốt ha. Nền thì đã được phả lắp cái phần trước rồi ha. Cô chú anh chị mình có thể làm cái nhà vườn ở khúc ngoài trước này. Khoảng ngoài sau thì mình làm cái, mình để làm vườn chăn nuôi trồng trọt. Cũng khá là đẹp ha cô chú anh chị. Thì ở đây thì nhà cửa cũng khá đông dân cư ha. Đa số phần ở đây thì gần mé sông người ta nuôi thủy sản với người ta trồng dừa. Thì đây 90% là canh tác trồng dừa ha cô chú anh chị. Từ đây mình đi xuống các tiện ích như chợ, trường học tầm khoảng 600 m ha. Đây mình chạy cái hướng này là mình đi xuống một cái trường tiểu học và một cái chợ ha. Mình rẽ bên tay trái là mình sẽ đi về chợ gạo luôn nha cô chú anh chị. Mình qua bến phà Bình Ninh. Thì bán kính từ miếng đất của cô chú anh chị á, mình đi về tới thành phố Hồ Chí Minh chắc tầm khoảng 65 đến 75 km ha, từ vị trí địa lý của chú anh chị đang ở. Còn mà từ đất cô chú anh chị lên Long An, lên tới giáp với thành phố Tân An của Long An chắc tầm khoảng 40 đến 45 km á, tầm khoảng đó, khoảng độ đó. Thì tùy vị trí khu vực cô chú anh chị mình đang ở thôi ha. Từ đây thì cái đoạn này trở ngược trở xuống chợ hoặc là trở lên trên đầu mỏm ha, thì có rất nhiều cái view nhà nghỉ dưỡng của các anh chị Sài Gòn ở các vùng xa về đây để xây dựng rồi cuối tuần về đây sinh hoạt nghỉ ngơi ha. Thì cũng có một số mẫu, chút xíu Khoa sẽ dẫn quý anh chị đến một số mẫu nhà dừa ven bờ sông. Thì ở đây thì nói chung chạy lên đây thì ra hai bên nhánh sông, mấy bên đây là mấy bên, nếu mà chạy này đoạn lên đụng lên trên đầu mỏm, nhánh sông bên tay trái của mình chính là nhánh sông Cửa Trung ha. Nhánh sông Cửa Trung thì tiếp giáp với Bến Tre. Còn nhánh sông mấy bên tay phải của mình thì là nhánh sông Cửa Tiểu, tiếp giáp với thành phố Mỹ Tho, chợ gạo. Từ vị trí đất của mình lên tới Mỹ Tho chắc tầm khoảng, nếu mà cô chú anh chị mình tiến phà Bình Ninh qua phà Bình Ninh, cô chú anh chị mình chạy lên Mỹ Tho chắc tầm khoảng 15 đến 18 km thôi cô chú anh chị, rất là gần luôn ha. Nói chung với một cái giá 2 tỷ 300 triệu đồng thì sẽ bao cho cô chú anh chị mình cái nền và trước bơm cát. Rồi sau đó ví dụ như trong thời gian này nếu quý anh chị mình sẽ phát sinh một số, giống như là mình bên Khoa sẽ tiến hành làm hàng rào cuốn ranh đất hết,
thì chi phí nó sẽ đội lên chút xíu. Thì nếu cô chú anh chị mình mua sớm muốn giữ hiện trạng thì sẽ được bao san lấp cái nền này và 300 thổ cư. Còn quý anh chị ví dụ như trong thời gian dạng như 10 ngày, 15 ngày hay là một tháng gì đó thì cái đội thợ nó sẽ vô mình cuốn rào. Cuốn rào luôn, nói chung là miếng đất này chuẩn bị là làm cuốn rào luôn đó. Thì cô chú anh chị nếu mà chưa có muốn cuốn rào á thì mình sẽ mua với giá này. Còn sau khi mà có thể là sẽ hoàn thiện thêm chút xíu phần hàng rào thì có thể giá trị nó sẽ lên khoảng 2 tỷ rưỡi nha cô chú anh chị. Miếng này thì rất là mát mẻ cho cô chú anh chị mình làm nhà vườn luôn ha. Phía sau là có con rạch công cộng thoát nước luôn. Nước thì cái nguồn nước từ sông nó vô rạch ha. Miếng đất này quý anh chị mua sẵn thì sẽ được bao 300 thổ cư luôn. Rất là đẹp. Rồi thì từ vị trí đất này Khoa sẽ dẫn quý anh chị lên một cái nhánh sông để tham khảo một số cái view nhà nghỉ dưỡng ha. Để cô chú anh chị mình có một cái tầm nhìn về cái miếng đất và cái khu vực ven bờ sông của huyện Tân Phú Đông mình ha. Rồi quý anh chị theo chân Khoa để được tham khảo thêm ha. Thì từ vị trí đất cô chú anh chị mình chạy lên khoảng chừng 200m nè. Đây mình nhìn thấy đất đằng kia ha, chạy lên 200m. Thì bây giờ Khoa sẽ dẫn quý anh chị vô một số mẫu tham quan của cái view bờ sông đang cất nhà vườn của một chú anh chị Sài Gòn họ về họ làm ha. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo mẫu, hoặc quý anh chị muốn tìm đất view sông, view rạch thì bên Khoa cũng có rất là nhiều nguồn hàng ha, tùy theo tài chính của chú anh chị ha. Thì những miếng đất view sông vậy thì nói chung dao động từ khoảng chừng 500 triệu thì cô chú anh chị mình đã có thể sở hữu được rồi ha. Diện tích thì nói chung cũng tương đối tầm khoảng 500 đến 1.000 mét vuông á. Đây có một số mẫu đang xây dựng. Nhánh này thì thuộc bên bờ sông cửa Trung nha cô chú anh chị. Đây có một số mẫu xây dựng này ha. Theo kiểu nhà gỗ, sông quê, An Khang. Trên đất mình giữ lại một số gốc dừa rồi mình làm thêm cái kiểu nhà gỗ bên đây, nhà sàn ha, rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo mẫu. Thì đối với những cái vấn đề nhà gỗ á thì cái tuổi thọ nó rất là cao ha cô chú anh chị. Tại vì nói chung mình làm bằng 100% là dừa 80-90 tới 100 năm tuổi ha. Rồi đây là một số mẫu bên nhánh sông cửa Trung. Rồi bây giờ Khoa sẽ quay qua nhánh sông cửa Tiểu ha. Thôi thì Khoa sẽ dẫn quý anh chị vô trong cái căn nhà này để mình tham khảo cái mẫu này. Rất là đẹp luôn, mình có thể trồng thêm một số cây tiểu cảnh giống vậy ha. Phía sau ngoài sông thì người ta đang kè và kè ra để mà mình làm cái sàn thả để nghỉ dưỡng, câu cá, giải trí. Còn đây là phía bên trong nhà. Phía bên trong nhà mình thì cũng được chia đầy đủ ha cô chú anh chị. Sàn mình thì lót gạch đổ bê tông, trên nóc thì mình lập lá xé ha, vách và cột thì toàn bộ bằng gỗ dừa. Trồng toilet luôn, có cây dừa ẻo này trồng vô ha cô chú anh chị. Đây thì dừa khoảng trống để làm ao. Rồi Khoa sẽ đi qua nhánh sông cửa Tiểu cho cô chú anh chị xem. Và nói chung ví dụ như một số mẫu này cô chú anh chị mình có thể lưng phiên thay đổi ha, tùy theo ý tưởng thiết kế của mình. Thì đây mấy giờ cô chú anh chị mình muốn xây dựng nhà kiên cố cũng được. Nói chung thì đất ở quê cũng dễ dàng xây dựng ha, không cần phải xin giấy phép nhiều như ở đất thành thị. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm cứ liên hệ bên Khoa ha. Số điện thoại là 0334474430, xuất ra Zalo ha. Còn anh chị gọi thêm 0766450076. Mé bên kia chính là bờ sông bên Cù Lao Tam Hiệp của Bến Tre ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video.